Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với trận đấu kinh điển cuối ngày. Thế Hiển gặp Thanh Kiên. Vâng ạ. Một trận thi đấu giữa hai cầu thủ hạng chuyên nghiệp để tranh vé vớt vào vòng 1/16 loại trực tiếp. Mỗi anh em cho tôi xin một like, một share đi ạ. Một trận cầu đinh của tối ngày hôm nay và Thế Hiển vừa có một pha A băng. Tính ăn hai rất rõ ràng. Anh Khánh Phong thì vào vòng loại trực tiếp rồi nhá. Sáng mai sẽ đánh. Anh Khánh Phong đánh bằng A, xong từ lâu rồi. Có 64 cơ thủ anh Huy nhá. Chào Bảo Khanh. Câu lạc bộ của anh Bờm chỉ có 8 bàn thi đấu thôi, cho nên là 64 cơ thủ hôm nay đánh 10 lượt. Hơi oải. Thiện Lương thì chưa biết là sẽ gặp ai nhá. Anh Sơn Thường Tín thì cũng vào vòng sau rồi. À đấy, anh Xếu đâu rồi, gặp anh Sơn Thường Tín nhá. Tí quên. Nhắc anh Xếu cái lại nhớ ngay ra anh Sơn. Vâng ạ, Sơn đâu rồi, Sơn Thường Tín và Xếu đâu rồi. Sẽ đánh vào lúc 8 rưỡi sáng ngày mai, chắc chắn là lên livestream rồi, không nói nhiều. Anh An Tuyền à? Anh An Tuyền thì anh ấy không tham gia giải này nhá. Anh Tâm Thường Tín thì cũng vào vòng loại trực tiếp rồi. Sau lượt trận này tôi sẽ cập nhật kết quả của ngày thi đấu hôm nay lên fanpage nha. Ok. 1-0 cho Đặng Thành Kiên. Vâng ạ. Câu lạc bộ ở thành phố Thanh Hóa chỉ có 8 bàn thi đấu thôi. Anh em cơ thủ cả nước tập trung về đây và tất cả đều hoan hỉ về cái việc cơ sở vật chất có hạn. Tôi nghĩ là cũng không có gì phải quá căng thẳng cả. Anh em không nên phán xét quá nhiều. Cơ thủ họ không kêu thì thôi, đúng không ạ? Vâng ạ, cú phá của Thế Hiển ở ván thi đấu thứ hai. Hợp lệ. Anh Kiên thì đã vào vòng loại trực tiếp rồi. Anh Kiên thắng Xuân Nghệ An, sau đó thắng anh Thành Kiên. Và ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp. Chính xác rồi, Tam Ca nhé. Đây là câu lạc bộ của Bờm. Thôi, đuôi rồi. Vâng ạ. Phải tính toán trong pha bắn vừa rồi, khi mà bắn bị số 1, chắc chắn là sẽ va 2. Và xong thì cái đi đâu, hai đi đâu. Đó chính là cái lý do mà Thế Hiển suy nghĩ từ nãy đến giờ. Vâng ạ, một thế bi đuôi cả quả luôn.
Anh Kiên Sếu có vào rồi nhá. Anh Kiên Sếu sẽ đánh với anh Sơn Thường Tín vào lúc 8 rưỡi sáng ngày mai. Sẽ có livestream nha. Anh em cứ yên tâm, lịch thi đấu và các trận thi đấu ở trên màn TV ngày mai tôi sẽ công bố. Với lịch thi đấu sớm nhất có thể. Ngay sau khi lượt trận này kết thúc thì tôi sẽ làm việc với cái bảng xếp để có thể cho anh em tiện theo dõi. Vâng ạ, vừa rồi chúng ta đã được mở tiệc sao. Anh em vui lòng bấm vào hình ngôi sao màu vàng ở góc dưới bên phải màn hình điện thoại của mình. Kiểm tra xem có 75 sao miễn phí mà Facebook tặng cho anh em không nhá. Nếu có thì hãy bấm gửi cho kênh Lão Mõ để giúp chúng tôi hoàn thành tiệc sao. Thank you anh em. Anh Huy Sơn Tây thì cũng vào vòng loại trực tiếp rồi. Cú bắn bi số 2 ra 3 của Đặng Thành Kiên không được tốt. Tạo thêm tình huống bi số 5. Có lẽ là pha này Đặng Kiên phải suy nghĩ. Vâng ạ, lựa chọn rất táo bạo. Bắn bi số 5 xuyên khe 89. Anh Đức Anh Ma Làng có đánh nhá. Anh Ma Làng cũng vào vòng loại trực tiếp rồi. Anh Tùng Bão Táp đang chuẩn bị tranh vé vớt với Huy Quốc Oai. Thank you anh em đã gửi sao nha. Cảm ơn bạn Bùi Gia Mạnh đã gửi 100 sao. Cú bắn bi số 5 hợp lệ của Đặng Thành Kiên. 4 bi mục tiêu trên bàn cho anh. Anh Kiên Ca Cơ, anh Kiên Nhâm thì đều vào vòng loại trực tiếp rồi nhá. Anh em Nghệ An bây giờ chỉ còn duy nhất Xuân Nghệ An đang đánh tranh vé vớt nữa thôi. Anh Giàng A Báo thì cũng vào vòng loại trực tiếp rồi. Tùng Hải Dương không có, Khải Tóc Dài không có. Rất khéo. Anh Tuấn Con thì có đăng ký giải này, tuy nhiên thì đến phút cuối anh ấy phải đi hộ D, thế là anh ấy không đánh được. Để đánh 2 ngày nhá. Ngày mai sẽ là vòng loại trực tiếp và sau đó là sẽ là chung kết luôn. Dương Quốc Hoàng không đánh giải này được. Anh đã về Sài Gòn sau một thời gian dài đi du đấu rồi. Anh Quân Trôi thì vừa bị thua anh Tùng Bão Táp rồi. À, phải dừng bước rồi. Lương Đức Thiện thì cũng đã vào vòng loại trực tiếp từ buổi sáng trên bảng A rồi. Xuân Nghệ An đánh ở trên YouTube Lão Mõ nhá. Tỷ số là 5-6 trong một trận đấu chạm 9. Căng phết đấy. Ai không cho Đặng Thành Kiên. Ván thi đấu thứ 3, cú pha của Đặng Thành Kiên. Con bi số 1. À, đây rồi, có đường riêng. Vâng ạ, giờ này có anh Tâm Đường Tín vào vòng loại trực tiếp rồi. Vô địch cho giải này sẽ là 50 triệu nhá. Phải nói là một sự đầu tư rất lớn của câu lạc bộ Passion Club. Chỉ bởi anh Nguyễn Quang Hiệp, Bầm Cư Thanh Hóa. Tổng giải thưởng của giải lên tới 100 triệu cho 64 cơ thủ. À,
Đắk Lắk thì không có rồi. Là vòng cuối cùng để tranh vé vào vòng loại trực tiếp 1/16 từ nhánh thua nhé. Anh Quân Trôi thì vừa thua Tùng Bảo Táp rồi, dừng bước ở vòng nhánh thua rồi. Thả một con bi rồi, đường điều phải nói là rất nguy hiểm của Rạng Thành Kiên. Phạm đã vào vòng loại trực tiếp rồi, anh Kiên Pháp cũng đã vào vòng loại trực tiếp rồi, Thiện Lương cũng vào vòng loại trực tiếp rồi, Kiên Xếu cũng vào rồi. 40 mục tiêu trên bàn cho Đặng Thành Kiên, đưa tỷ số lên thành 3-0. Liệu anh có sẩy hay không? Đây là một câu hỏi phải nói là khó hơn bài toán lớp 5. Anh em Nghệ An thì vào hết nhá. Còn mỗi anh Sơn Nghệ An đang tranh cái vé cuối cùng thôi. Anh Sơn Nghệ An đang đánh tỷ số 6 đều ở trên kênh YouTube của Lão Mõ nha. Mấy bạn Lê Giao Hìa có biết chơi bia không? Rồi, miễn luôn, đến được vị trí của Thế Hiển 3-0. Hoàng Sao thì không đánh giải này nhá. Tôi có biết nói đều là gì đâu, tôi nói thật chứ đều đâu. Tuyền không tham gia giải này. Ván thi đấu số 4. 3-0 cho Đặng Thành Kiên. Chưa có bi nào rơi vào lỗ. Cú phá của Hiển không tốt một chút nào. Anh Đãng và anh Trịch thì đều không tham gia nhé. Rồi, tuy nhiên thì chưa có đường riêng quy số 1 cho Đặng Thành Kiên. Ăn nhiệt vào rồi nhá. Anh Xuân đang đánh với một cơ thủ hạng D. Xếu đã vào vòng loại trực tiếp rồi. Mời bạn Hải qua câu lạc bộ Passion Club số 3133 Lê Phụng Hiểu, thành phố Thanh Hóa nhé. Tôi lại mời bạn cà phê luôn. Và anh Thanh Hề đang đánh với Bầm Cư nhé. Thanh Hề đang đánh với Bầm Cư để tranh vé vào vòng loại trực tiếp. Vâng ạ, quyết định là chạy an toàn.
Có má sơn mỏng con bi số 1 để chạy một đường 2 băng 3 băng. Con bi số 1 sẽ dạt vào phía băng dài bên trái và cái chạy xuống vị trí cuối bàn sau 8-9. Rồi. Vâng ạ. Đường chạy đưa hẳn con bi số 1 chạy lên băng ngắn luôn. Bạn Hoàng Hải cứ sang câu lạc bộ Passion Club, tôi mời bạn cà phê thật mà. Vâng, giải thì thi đấu phá luân phiên rồi nhá. 9 bi mà thắng phá xếp phim thì chắc là gặp mấy anh chuyên nghiệp thì mấy anh ấy cho ngồi xem hết. Đây là vòng cuối cùng của nhánh thua nhé, tranh vé vòng vòng loại trực tiếp. Rồi, cú thủ vi tốt của anh Kiên. Anh Kiên Pháp thì vào vòng loại trực tiếp rồi, mai sẽ đánh tiếp. TV với quý điếc đang ở đâu nhá, hư quá đấy, đi chơi bia 3 ngày 3 đêm mà cứ chưa về. Thử thách 3 ngày 3 đêm đi chơi bia, bố mẹ bạn bè gọi không về à? Vâng ạ, đây là lượt trận cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Vâng ạ, phải nói là cùng hạng chuyên nghiệp, tuy nhiên thì tâm lý chiến, kinh nghiệm của Đặng Thành Kiên đang tỏ ra vượt trội so với Nguyễn Thế Hiển cho đến thời điểm hiện tại. Vâng ạ, nếu như mà anh Thiện Lương gặp anh Kiên Pháp thì nó sẽ rơi vào bán kết nhé. Nếu như có gặp nhau. Anh báo có nhé. Anh báo ngày mai sẽ đánh tiếp. Anh báo vào vòng loại trực tiếp rồi. Trận của Thanh Hề và Bồng Cư thì không có livestream nha. 30 mục tiêu trên bàn. Mà bi số 3 khá thuận lợi để đẩy ra 4-0. Sẽ phải là một pha cu lê có áp phê nghịch. Vâng ạ. Ok. Tuy nhiên thì lực hơi yếu. Còn với một pha đẩy như vậy kẹp nhiều áp phê thì hạn chế sốc con bi lên. Nó sẽ ra sai số khá nhiều. Thôi xong rồi, một pha đẩy dư mỏng con số 4 của Thành Kiên. Thành Kiên vừa mới tạo cơ hội cho Thế Hiển ghi được số đầu tiên trong trận thi đấu này. Vâng ạ, Xuân Nghệ An, Linh Tuyên Quang đang là hai cơ thủ hạng chuyên nghiệp tranh vé vớt cùng với Thế Hiển và Thành Kiên ở lượt trận này. Cú bắn tốt của Thế Hiển. Sang. Ok, và sẽ là một điểm cho Thế Hiển rồi. 1-3. Trận
đấu này vẫn còn rất dài. Một trận đấu chạm 10 cơ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trận của cơ thủ Sơn Nghệ An thì đang được livestream trên kênh YouTube nhé. YouTube của Lão Mõ. Anh em lên YouTube search Lão Mõ. Ván thi đấu này có tình huống gì đây? Đồ của anh Kiên là anh làm gì đây? Tôi sẽ chuyển cam trần nhé. À, hình như là muốn cộng hay sao đấy ạ? Vâng ạ, muốn cộng luôn. À, muốn cộng con đi số 1 luôn. Không thành công. Nguyên đường đi số 1 cho Thế Hiền. Thôi thì lâu lắm rồi mới thấy anh Kiên nghĩ, cho nên là anh em cứ hoan hỉ đi. Lại tiếp tục đến Thế Hiền. Rồi, từ 4 về 5. Thế Hiền tính à, vẫn còn 2 nữa cơ. Ngáo thật. Cố gắng rất tốt điều từ 4 ra 5 của Nguyễn Thế Hiền.
Đây là lượt trận cuối cùng của nhánh thua bảng B. Giải Hào khí Lam Kinh rồi nhá. Ngày mai sẽ đánh loại trực tiếp. Vòng loại 32 cơ thủ, hay còn gọi là vòng 1-16. Rồi ok. Hết hình. Ba vi mục tiêu này thì quá đơn giản và thể hiện rồi. Hình như là hơi thiếu má một chút. Vâng một cú đè nhưng mà có vẻ là hơi lì. Con cái chưa ra vị trí thuận lợi nhất để bắn đi số 8 rồi. Vẫn phải xử lý đầu gậy trong pha bắn đi số 8 hay là điều 9. Vâng ạ, cú bắn tốt. Lại côn rồi. Tiếp tục là một con bi khó. Côn vào đi. Bắn cho chắc tay. Không có vấn đề gì. 2-3. Sau khi bị dẫn 3-0 thì Thế Hiển đã ghi liên tiếp 2 điểm rồi. Bàn thi đấu thứ 6. 2-3 cho Thế Hiền. Pha hợp lệ, tuy nhiên thì không có hình. Thứ hai, cú phá của Thế Hiển là chưa ổn định một chút nào. Anh ấy cần cải thiện cú phá nếu như anh muốn đi xa hơn ở trong giải đấu này. Cú chạy không được tốt. Hơi nguyên bị số 2 rồi. Tuy nhiên thì đường này kiếm đường lên 4 là không dễ một chút nào. Vâng ạ, quyết định là ăn con bi số 2. Sau đó rồi tính đường chạy tiếp hoặc là tiếp tục chém mỏng. Cái này lựa chọn của anh ấy khó đoán lắm. Nên là tôi sẽ không bình luận gì về pha bắn bi số 4 này để cho anh ấy thực hiện nữa. Rồi chúng ta sẽ xem về lựa chọn của anh Kiên đó như thế nào. Bắn bi số 4 tốt. Cứ ăn bi số 4 đã. Cái đi đâu tính sau.
Tiếp tục. Để tay lên thành bàn cho chắc. Vẫn là để chết. Quá hay. Hai con bi nữa rồi. Từ 6 ra 7 nữa rồi. Vâng ạ, vừa mới nói xong chỉ cần từ 6 ra 7 nữa thôi, hai con bi nữa thôi. Lại là vấn đề. Sao? Con bi này là một con bi sút tê ngon. Tuy nhiên sút tê xong thì cái ở vị trí nào? Cái này thì tôi không dám chắc. Đúng rồi, hay quá thầy ơi. Thầy bạn Saku ấy bắn hay thật. Rồi, một pha sút tê cắm trồ. Để mà nói là con đấy mà trồ được mà đẩy con 9 ra có đường riêng đi số 8 thì khó lắm. Vâng ạ, sút tê ăn được con đi số 7 thành công của anh Kiên rồi. À, bắt đuôi thôi, con đấy bắt đuôi là chính xác rồi. Thì con đi số 9 nó ra với vị trí nó rất thuận lợi để bắt đuôi. Vâng, anh Xuân Nghệ An thì ok rồi. Đã vào vòng loại trực tiếp rồi nha. Anh vừa chiến thắng với tỷ số chung cuộc 9-6. Là một má a băng khó. Ok rồi. Bốn hai và cú phá ở ván thi đấu thứ 7 của Thành Kiên vẫn chưa ra hình. Tôi có một cái niềm tin mãnh liệt là anh Thành Kiên sẽ cân con vị số 1 này. Crosside, một pha cân lỗ giữa. Ui, anh Kiên đi chạy đạn kìa. Lạ thế. À, một cú thủ bi vẫn còn nguyên khe 2-3 cho Thế Hiển.
Quá hay Thế Hiển ơi. Vâng ạ, một pha thủ uy đưa cái ra sau bi số 8 phải nói là rất khó chịu của Nguyễn Thế Hiển. Sẽ là một pha A2 băng với con bi cái xuyên qua khe 7-8. Vâng ạ, cú A2 băng của Đặng Thành Kiên thành một cú A1 băng và đưa thẳng con bi cái xuống lỗ góc dưới bên phải. Quyền đặt bi cho Thế Hiển. Hình này có vấn đề gì không? 1 ra 2, 2 ra 3, 3 ra 4 không ạ? Các con bi đều rất thuận lợi, không có gì khó khăn. Rồi, cú đặt bi từ 1 ra 2 của Thế Hiển đưa ra một cái má. Con bi số 2 xấu không chịu được. Anh muốn lấy một má thẳng có con bi số 2, tuy nhiên thì không đưa ra má thẳng. Mà lại má lại vách lên trên và bắt buộc là Thế Hiển phải đẩy con cái lên. Vâng ạ. Vẫn là thực hiện thành công của con bi số 3, tuy nhiên thì ra mã lưỡng con bi số 4. Rất may cho anh là con bi số 6 đang ở một cái vị trí khá thuận lợi. Vâng ạ. Anh Linh Tuyên Quang thì đang đánh ván chung kết với một cơ thủ hạng B tên Hải Cộ. Và anh Linh Tuyên Quang vừa có một pha bắn chết cái. Có lẽ là anh Linh Tuyên Quang sẽ dừng bước ở vòng nhánh thua này rồi. Thế Hiển chuẩn bị rất kỹ càng cho pha bắn bi số 4 vừa rồi của mình, tuy nhiên thì vẫn chưa ra được con bi số 6 hình đẹp. Sơn Thường Tín vào vòng loại trực tiếp rồi nhá. Ngày mai Sơn Thường Tín sẽ gặp Kiên Xếu. Chạy đạn tốt không nào, thêm một tí nữa đi, trời ơi, dính một chút nữa thôi thì sẽ là một pha thủ bi quá tốt luôn. Vẫn còn má chạm con bi số 6, có lẽ vậy hoặc có thể mát xê. Tuy nhiên thì sẽ không ăn con bi số 6 được, bởi vì con bi số 6 đang bị côn và băng ngắn rồi. Vâng ạ, anh Kiên anh vừa thực hiện một pha đặt con bi số 6 ở giữa bàn để cho Thế Hiển có thể dễ dàng kết thúc ván đấu này hơn. Vâng ạ, trượt rồi. Rồi, con bi số 6 vừa rồi cũng là một con bi khó. Má thì lưỡng, khoảng cách thì xa. Thôi,
chia tay anh Linh Tuyên Quang rồi. Còn hai con bi khá đơn giản và với trình độ hạng B thì đối thủ của anh Linh sẽ không thể trượt được đâu. Bắt tay thôi anh Linh ơi. Vâng ạ, anh Kiên dò luôn. Cú cộng bi là cú dò bi số 9 của đảng anh Kiên trượt. Và thế nhiên lại quyền bắn. Vâng ạ, vẫn còn đường riêng vi số 6 vào lỗ giữa. Không thành công rồi, suýt thì chết cả cái. Kiên nhâm kiên xếu đều vào vòng loại trực tiếp rồi nhá. Tranh nhau con bi số 6 à? Vâng ạ, tôi vừa giải quyết vấn đề vào cho anh Linh Tuyên Quang rời khỏi giải thì quay lại vẫn thấy tình huống bi số 6. Xuân Nghệ An vào vòng loại trực tiếp rồi nhá. Cơ hội quay lại cho Thế Hiển, tuy nhiên thì anh lại điều lỗi con bi số 7 rồi. Vâng ạ, hay quá hay luôn Thế Hiển ơi, quánh con bi số 7 đi vào lòng người. Linh Tuyên Quang chết cái ở ván thi đấu chung kết với đối thủ thì rõ ràng là tạm biệt giải rồi. Ok, 3-4 cho Thế Hiển.
Đây. Bàn thi đấu thứ 8. Thấy Hiền vẫn bám đuổi Thành Kiên rất quyết liệt. Liệu có một cú phá tốt hay không? Một đã ra cửa lỗ rồi, một cú phá ra hình của Nguyễn Thế Hiền. Mà con mi số 1 là rất dày. Thế Hiền phải tính đường ra, tính cái góc ra của con mi cái. Và anh quyết định là chọn rút. Vâng ạ. Thế Hiền vào giày một cục. Vào giày một cục con bi số 2. Vâng ạ. Con bi số 2 mất đường riêng rồi. Trông này là trông giống tranh đấu con bi số 2 hơi lâu. Anh Kiên có sút tê con này không? Khánh Phong vào vòng loại trực tiếp rồi nhá. Cú nhảy bi hợp lệ của Đỗ Thế Kiên, không ăn được bi số 2, tuy nhiên thì ra đuôi luôn. Và có lẽ sẽ là một pha sút tê tiếp của Nguyễn Thế Hiền. Ok rồi. Tình huống lại nối tiếp tình huống. Chưa ai đầu hàng ai con bi số 2 này. Được.
Anh em tinh ấy, biết cả ai đang xin thuốc nữa cơ. Giỏi thật sự. Đuôi rồi. Có lẽ anh muốn Marseille băng rồi. Ơi rồi. Tận dụng cơ hội san hòa 4 đều nè. Năm vi mục tiêu. 4 ra 6, 6 ra 7. Chưa thấy vấn đề gì hết. À, vậy là 4 đều thật rồi. Vâng ạ, anh Tùng Bảo Táp vừa ra báo kết quả về đôi xong. Anh Tùng Bảo Táp đã lọt vào vòng loại trực tiếp với chiến thắng trước Huy Quốc Hoài. Và anh ấy sẽ gặp Thiện Lương ở vòng loại trực tiếp 1-16. Ván thứ 9 rồi. 8 ván thi đấu đã trôi qua và điểm số chia đều cho hai đối thủ. Và hợp lệ. Anh Hoàng Phú Thọ à? Anh Hoàng Phú Thọ thì tôi chưa biết, là tôi không rõ là anh đã đi ngủ chưa. Anh đang ở Phú Thọ rồi. Cái này anh ơi. Đặng Thành Kiên vừa có một pha cắm trô đổ quá nhiều xăng, bắt buộc phải làm một đường 3 băng. Vâng ạ, vẫn xử lý được. Sửa lỗi là tốt. Rồi, 4 bi mục tiêu trên bàn. Liệu có phải là một chấm run out của Đặng Thành Kiên hay không? Rồi, lấy hẳn má dưới con bi số 7 cho cẩn thận.
đàng hoàng và bốc bi luôn. 5-4 cho Đặng Thành Kiên. Vâng ạ, cầu thủ nào chiến thắng ở trận thi đấu này sẽ có vé vào vòng loại trực tiếp. Cầu thủ nào thua thì sẽ phải dừng bước. Vâng ạ, và hình như anh mai 10 giờ nhé. Vâng ạ. Còn anh. Anh mai câu lạc bộ mở cửa luôn ạ. Anh gặp lúc đấy. Anh gặp ai đây? Anh gặp Khánh Phong Hòa Tĩnh. Dạ. Cho nó 71 ạ. Hiện tại thì chỉ còn có duy nhất một trận đấu chúng ta đang xem là trận cuối cùng nữa mà thôi. Một tấm vé cuối cùng để vào vòng loại trực tiếp của giải đấu Hào Khí Lam Kinh. Rồi, để tôi xem nào, vị trí của trận thi đấu này. Thế Hiền và Thành Kiên sẽ gặp Đức Anh Ma Làng, và người chiến thắng ở trong trận thi đấu này sẽ vào vòng loại trực tiếp và đối đầu với Đức Anh Ma Làng. Đây rồi, lại 5 đều. Lại 5 đều. Thank you.
Vâng ạ, vừa rồi là một ván thi đấu mà thấy là nó tận dụng được cơ hội để lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Bây giờ là ván phá của anh ấy có hình.
Nếu như anh tận dụng được cơ hội và đưa tỷ số lên thành 8-6 thì sẽ rất thuận lợi cho Thế Hiền ở khoảng cuối của trận thi đấu này. Một trận đấu chạm 10 giữa hai cơ thủ chuyên nghiệp của Việt Nam. Sáu bi mục tiêu trên bàn và con bi mục tiêu dính khá là sát vào nhau, vứt đi rồi anh Hiển ơi. Vâng ạ, cái nhịp của anh Hiển khi ra ngọn nó bị giật. Anh bị ngoéo tay. Trượt luôn con bi số 3. Rất đáng tiếc. Tôi vẫn chưa thấy có gì xảy ra ở đây. Đuôi tiếp. Vâng ạ. Ồ, một pha nhảy bị lỗi ạ. Một pha nhảy bị lỗi. Không biết được là con bi, có lẽ là con bi cái đã va chạm vào bi số 3. Xin lỗi, bi số 9. Con cái đã không gọt được qua đầu con bi số 9 và quyền đặt bi cho Nguyễn Thế Hiền. Tùng Bảo Táp thì đã vào vòng loại trực tiếp rồi ạ. Sáng mai sẽ gặp Thiện Lương. Lượt trận lúc 10 giờ. Bạn Phúc Hồng thì cứ nhìn em tỷ lệ bắn trượt của anh Kiên có nhiều hay không thì biết là nó có ảnh hưởng hay không nhé. Công nhận là pha vừa rồi là một pha fair play của anh Kiên. Tự bắt lỗi mình. Và thi đấu này mà lên 8-6 thì khó cho anh Kiên rồi. Mà nó lên 8-6 thật. Đây rồi. Chúng tôi đã nhìn thấy người học trò yêu quý của thầy kia. Cao đội. Đã vào cổ vũ cho thầy của mình. Xin chào Cao đội. Rồi, một cú phá. Có chết bi đủ bếp nhưng chưa ra hình.
vi số 1 rồi. Con vi số 6 phải nói là rất mơn trớn, nằm ở cửa lỗ. Tuy nhiên thì không biết được là phải ăn con vi số 6 bằng cách nào. Xin cảm ơn Khắc An rất nhiều. Chạy an toàn của Anh Kiên. Không rõ là có còn ly để đẩy con bi số 1 vào băng và sau đó ăn 6 hay không. Nhưng thấy Hiển sẽ làm như vậy. Vâng ạ, không ăn được 6 rồi. Phơi mất rồi. Và bàn bi số 2 của anh Kiên phải nói là hot team người hâm mộ, giật mình trong đêm luôn. Sao? Má kiểu gì thì má. Khi mà con đi số 6 nó nằm ở cửa lỗ rồi. Wow, lắc lỗ nhưng vẫn chết. Côn băng và bắn nó chắc tay nào. Bảy tám. Bảy tám. Thật sự luôn, nếu mà con bi số 9 vừa rồi mà đứng ở cửa lỗ thì phải nói là tiêu dã man luôn. Bàn thi đấu số 16. Thế Hiển liệu có lên hưu được hay không? Một cú pháo không chết bi nào của anh Thành, xin lỗi, của anh Thế Hiển. Trời ơi, anh Hiển phá như này không ổn một chút nào. Vì thiếu bếp nên Đặng Hành Kiên quyết định là nhường luôn.
Một pha chạy an toàn với ý đồ A1 băng phía trên, chính xác rồi, A1 băng ngắn phía trên. Gót giày mặt bi số 1, cái đứng tại chỗ chăng? Và một chạy 2 băng. Không, muốn giữ một ở trên đó, quyết định có phần rủi ro cao hơn. Vì khá là dễ phơi một, tuy nhiên thì Thế Hiển vẫn thực hiện thành công pha thủ bi này. Phải nói là một cái má rất khó chịu. Không đuôi nhá, chưa đuôi, nhưng mà pha này phải đẩy hết mỏng, hết mỏng con bi số 1 và tiếp tục đưa cái chạy về vị trí cũ. Dày quá là phơi ngay. Vâng ạ, không trúng bi số 1. Cú A băng không, xin lỗi, cú sượt mỏng không thành công. Và đó là chính xác là phải siêu mỏng luôn. Cơ hội cho Thế Hiển lên điểm heo của trận thi đấu này. Nhìn sáu anh em đâu truyền năng lượng cho thầy Kiên đi nào. Cái gì vậy? Tôi không nhìn thấy con bi cái trên bàn và Thế Hiển cho tay vào lỗ góc móc bi lên. Chết cái ở một cái khớp 8-7. Bảy thì thiên đường, mà tám đều thì địa ngục. Trông giống là 8 đều rồi. Đặng Thành Kiên, một ván thi đấu từ trên trời rơi xuống cho anh Thành Kiên. Tám đều. Vâng ạ,
một cú phá ra hình ở một thời điểm rất nhạy cảm của Thành Kiên. Đây rồi. Liệu có phải đây chính là bài toán lớp 5 trong truyền thuyết mà anh hay nói ở trên mạng hay không? Một cái hình sẽ đưa anh lên điểm hưu của trận thi đấu này. Cố lên anh Kiên ơi. Ít chút nữa thì anh Kiên tự bắt đuôi chính mình rồi. Trời ơi. Việc điều ra con 3 mà xấu. Dẫn đến việc là anh ấy phải mạo hiểm đi cái đường lách qua 8. Bốn viên mục tiêu trên bàn. Và Đặng Thành Kiên. Bây giờ con 4 thì không phải là tình huống gì hết. Con đấy cắm một băng kéo ra, đúng rồi, đúng đầu gậy, đúng điểm chết là được. Ok. Rồi nhá. Tầm này mà còn trượt nữa thì em chịu. Hai băng ra nào. Rồi. Sẽ là 9-8 cho Thành Kiên. Mọi thứ trôi khỏi tay của Thế Hiền. Như là chúng ta thử nắm nước trong tay vậy. Anh ấy từ có tất cả đến bây giờ anh lại mất tất cả rồi. Gió đổi chiều. Hai ván thi đấu trước thôi thì Đặng Thành Kiên không thể tự quyết định số phận của mình. Đến bây giờ mọi chuyện đi ngược lại. Thành Kiên đang ở điểm hưu và Thế Hiền mới chỉ có 8 điểm mà thôi. Ván thi đấu số 18. Liệu Thế Hiền có thể san bằng tỷ số 9 đều và đưa trận đấu này đến với ván chung kết hay không? Cú phá thiếu bếp. Một cú phá thiếu bếp của Nguyễn Thế Hiền. Vâng ạ. Có đường riêng vì số 1 cho Thành Kiên. Anh em tự nhìn hình, tự cảm nhận nhé.
Vâng ạ, một cú ăn được con bi số 2 vào lỗ góc phía bên kia. Tuy nhiên thì chết cái vào lỗ góc rồi và cơ hội cho Thế Hiển để san bằng tỷ số 9 đều. Lạ phết, toán lớp 5 mà có cả đạo hàm với tích phân. Đây rồi, có má bi số 5, má hơi dày một chút. Điều ra 6, nó sẽ lại là một cái má lưỡng, lại là một cái má vách ở phía bên trong. Lấy má dày con 6, nhưng mà tuy nhiên lấy má dày con 6, tôi không nghĩ có thể lấy được má dày con 6 ở trong cái trường hợp này. Rất nặng rồi. Vâng ạ, cu lê lên điều luôn. Đầu gậy rất tự tin của Thế Hiển. Không, tôi thì được cái tôi tin người mà. Ai nói gì tôi cũng nghe. Anh kia đánh bảo tôi là bây giờ giải toán lớp 5 như chữ BA vậy thì tôi tin vậy thôi. Sao anh em lại chửi tôi là tôi mỉa? Không hiểu là phải sống như nào hài lòng anh em cổ động viên BA của Việt Nam ra. Những con lực cần cái lực căng táng mạnh thì trông thấy có vẻ là bị giật khi mà ra ngọn. Phải nói là cái con đáng tiếc nhất chính là con bi số 3, cái 3 bàn thi đấu trước. Cái anh Hiển hôm nay có vẻ là đi thắp hương trước khi đến thi đấu. Anh điều như kiểu là bàn carom vậy, không sợ chết cái. Chín đều rồi, thật sự. Đặng Thành Kiên vẫn sẽ có lợi thế hơn trong ván thi đấu này khi mà anh ấy có quyền phá bi. Và cú phá của Đặng Thành Kiên từ đầu trận thi đấu đến giờ thì tốt hơn của Thế Hiển. Không phải tốt hơn bình thường đâu mà tốt hơn rất nhiều. Tỷ lệ phá ra hình của anh Kiên là cao hơn so với Thế Hiển. Thế Hiển từ đầu trận đấu đến giờ anh chỉ có duy nhất 2 cú phá ra hình hợp lệ. À, hợp lệ đủ bếp 1-3 khung không? Vâng ạ, 1-3 khung rồi. Con bi số 2 không có đường riêng vào lỗ, hai lỗ góc gần. Từ từ đã xem nào. Cộng má bỏng phía bên trong, một nở ra một chút, sẽ có má đẩy một băng ra điều 2 vào lỗ giữa, chấm dứt. Hết rồi.
2 ra 5 không có gì khó khăn. 5 ra 6, 6 ra 7, 7 ra 8. Vị trí giữa bàn rất trống sau khi bàn con bi số 5 rồi. Tôi ở bắn bia bằng anh Đặng Thành Kiên thì tôi đã vào tôi thi đấu với anh Đặng Thành Kiên rồi. Hay quá anh ơi. Ba bi nữa rồi. Có lẽ là anh Kiên hợp đánh vào buổi tối hơn. Chiều ngày hôm nay anh có một trận thi đấu mở màn. Ồ, vâng ạ, bắt tay luôn. Vậy là trận đấu của cầu thủ Đặng Thành Kiên và cầu thủ Nguyễn Thế Hiền đã kết thúc với tỷ số 19 cho Đặng Thành Kiên. Anh Kiên đã giành vé cuối cùng để bước vào vòng loại trực tiếp của giải Hào Khí Lam Kinh, tổ chức tại câu lạc bộ Fashion Milas Club, số 3133 Lê Phụng Hiểu, thành phố Thanh Hóa. Ngày mai các lượt trận ở vòng loại trực tiếp 1/16 sẽ bắt đầu vào lúc 8:30 sáng với loạt trận đầu tiên. Loạt trận thứ hai sẽ vào lúc 10:00 sáng và sau đó sẽ là vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết. Xin chân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với tôi trong ngày hôm nay. Ngày thi đấu đầu tiên của Hào Khí Lam Kinh và xin hẹn gặp lại anh em vào 8:30 sáng ngày mai với những lượt trận đầu tiên của vòng loại trực tiếp, lịch thi đấu và các cặp đấu sẽ được thông báo ở trên fanpage Lão Mõ. Anh em hãy bấm like, follow kênh Lão Mõ để có thể nhận được thông tin về giải đấu Hào Khí Lam Kinh một cách sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng.